Chứ một người mà đạo đức sống khôn là không có ai mà đem của trong nhà mà đem đi ra cho thiên hạ người ta ăn, đem ra đường cho người ta ăn. Trong gia đình ai cũng nghèo mà ông Vũ Linh ông không giúp được gì cho ai chứ. Tiền Giang đem đi trả nợ hết mẹ cho hai đứa em lấy quần què gì mà giúp đỡ cho ai. Thậm chí con ổng mà còn không có được cái gì luôn. Giờ ông trả nợ, nó cho nợ, nó cho chủ nợ, cho giang hồ nó tới nó giết chết hết nhà, nguyên nhà hay sao? Thì bắt buộc ông phải đem hết tài sản ông có để ông đi trả nợ cho người ta để giữ lại cái danh tiếng, danh dự. Ông là cái người trọng danh dự thì ông đâu có muốn mang tai tiếng, đâu có muốn người ta là đem cho tiếng tâm của ổng đem đi ra chà đạp hay là nói ừ em ông Vũ Linh thế này, em ông Vũ Linh mà mắc nợ người kia. Ổng không muốn mang tai tiếng cho nên ổng mới đem của cải ổng gầy dựng ra ổng đi trả nợ cho ông Bảy với bà Sáu đó. Ổng bóp bụng mà ổng trả làm, rồi con ổng cuối cùng cũng phải nhịn đói và treo mỏ theo ổng luôn, phải đi ăn mài ăn xin luôn. Đó, ổng hy sinh mẹ nó hết rồi, phần của Hồng Loan bao nhiêu người ổng hy sinh hết mẹ rồi. Trời ơi, một ngàn mấy lượng vàng thời đó, bây giờ tính lại bây giờ tiền của nếu còn bây giờ là biết bao nhiêu, mà năm căn nhà đó bây giờ bán ra bây giờ chỉ giá biết bao nhiêu. Ăn giọng hết đem đi trả nợ hết mẹ nó rồi, bây giờ còn muốn giành con mẹ gì nữa. Chơ chẽn không biết nhục là gì, già cái đầu biết mắc cỡ hả? Bây giờ bị người ta phanh phui, người ta cứ đem ra người ta nói không biết nhục, không biết mắc cỡ hả? Trời đất, còn bây giờ đi giành của, đi giành của người con của người ta để giành lại cho con mình nữa. Lúc ổng còn sống á thì bắt ổng đi trả nợ, bán nhà bán cửa, bán nhà từ đường, bán tùm lum hết trơn để đi trả nợ cho. Thì thiếu nợ giáp vòng vòng họ hai bên không trả cho ai hết. Rồi bây giờ đi giành của con người ta để cho con mình nữa mới ghê. Còn đi nói dốc, nói láo nữa. Trời ơi trời, những cái mặt càng ngày giống như quỷ dạ sao vậy, giống như tàu thị vậy. Nhìn cái mặt bả dạo này y giống như tàu thị vậy. Giống như tàu thị vậy. Ai mà đi làm mấy cái chuyện tào lao không biết lao. Có người mà tôi nói thiệt nghe cô Sáu, nếu một con người có liêm sĩ biết chữ nhục nằm đâu nha. Nếu mà con mình nó có tài như vậy thì để cho nó đi ra ngoài kiếm tiền đi, vợ chồng nó đi khác đi ra đi, được khán giả đón nhận vài năm thôi, nó mua được nhà mua xe. Để dằn với Hồng Loan làm gì? Cái phần á xài biết bao nhiêu cho nói rồi, bao nhiêu tiền của rồi, mình phải biết nhục chứ, mình phải biết giữ liêm sĩ chứ trời. Mình bất tài, mình vô dụng, mình á xài hết cái tiền trong gia đình rồi, xài luôn nhà từ đường mọi thứ rồi, giữ lại chút với liêm sĩ về già đi, để cho đời sau con cháu em út nó nhìn mình nó còn chậm chút. Nó hổ chết để da mà người chết để tiếng. Đó, sống để cẩn mặt cao lên. Đó, chết gì tôi nói ha, gì đâu mà từ lúc trẻ cho đến già mà mai mốt ra đi nữa còn là để tiếng thúi không, tiếng thơm không có còn tiếng thúi. Sanh ra một đứa con không cho nó được cái gì hết trơn á. Đó, có lời ca tiếng hát cũng là ca sĩ mà như con ăn mày vậy đó. Dạy gì cũng dạy, dạy cho nó tấm tham lam, dạy cho nó lời ca tiếng hát được rồi để cho nó đi kiếm cơm ăn được rồi. Không dạy, dạy cho nó cái
rồi da xẻ thịt hết, lột da hết, nó máu đổ đầu rơi hết thì làm sao tốt được với người ngoài vậy mấy mẹ? Làm sao tốt được với người ngoài? Trời đó, cứ nói cái chuyện mà tốt với người ngoài. Trời ơi, không có chuyện đó đâu. Làm gì có. Nằm mơ đi. Ngày nó xa lắm, xa xôi lắm, xa vời lắm, xa vời lắm. Cái con này nó sống, cái đầu nó thiếu hiểu biết lắm. Cái tính tham của nó, và tham sân si, rồi tham của nữa. Rồi riết của nó ăn mòn, rồi nó chiếm hết trơn cái não của nó rồi. Nó không có còn biết gì nữa đâu. Trời đất, cứ con 36 bây già như vậy mà đi tranh giành tài sản của đứa cháu của mình, con của anh mình, mà để mà đi dành cho con của mình. Trời đất ơi, có tài, có đức bất sức mà ăn, tạo đức đi đó. Rồi lấy cái tài ra đó, để đi làm đó, rồi có được cái phước đức mà ông trời ông sẽ cho. Người thương không bằng trời thương đâu. Người hại không chết, trời hại mới chết. Bởi vậy con người thương không bằng trời thương. Cứ ăn ở tốt nhất đi à. Trời đất ơi, tại sao một đợt ca sĩ mà lại không có ai ưa, chứ không ai nghe mình hát. Úp một cái bài hát lên mấy tháng trời, có ngàn mấy người coi, ngàn mấy người nghe. Cộng đồng mạng á, mỗi người sở hữu một cái não. Không phải 100 người mà xài chung một cái não đâu. Họ có nhận thức, họ biết nhìn nhận. Họ là một con người, không ai điều khiển cái trí tuệ. Họ phải nghe và hiểu theo cái cách nói của tôi hoặc ai đó, một người khác được. Người ta có cái sự nhìn nhận của người ta, người ta có cái sự hiểu biết của người ta. Ai có thể điều khiển được họ, bắt họ phải nghe được. Mà tại sao nguyên một cái cộng đồng mạng hoặc 99.9% họ ghét con Ngọc Phượng như vậy? Họ đâu có u mê đến mức độ mà họ không nhìn nhận được sự thật tốt xấu. Đừng cứ hở ra nói dẫn dắt, không có ai dẫn dắt được hết. Trời đất ơi, tôi nói thật nha, tôi đã nói với mấy anh chị là lúc trước thật sự tôi thích mến chú Vũ Linh, và tôi chỉ được tiếp xúc với Hồng Phượng thôi, cho nên á tôi chưa tìm hiểu sâu vào cái câu chuyện, tôi chưa có đi đến những cái cảm xúc, và tôi chưa có tìm hiểu rõ cái sự thật. Tôi sai, tôi quá sai khi mà tôi nghĩ gia đình của họ tốt. Rồi khi chính tôi là nạn nhân thì tôi mới thấm thía. Tôi mới cảm thấy tại sao một con người, mình là một ca sĩ, một người luôn giữ cái hình tượng tốt đẹp trước mặt khán giả, tại sao có thể một con người là một ca sĩ, mình là một người bình thường, mình còn biết cái nói cái lời cảm ơn khi một ai đó khen tặng hoặc là giúp đỡ gì cho mình, mà tại sao với một con ca sĩ mà với mình á, ít nhiều gì mình cũng giúp đỡ nó trong một cái khoảng thời gian bao
được rồi. Sao kỳ vậy? Hành xử gì kiểu gì mà đón hậu dữ vậy? Cái đó là cái cách mà được giáo dục đó phải không? Dạy dỗ đó phải không? Đó gọi là đối nhân xử thế đó đúng không? Mà trong khi đó đi chửi Hồng Loan là vô ơn, nhưng chính bản thân của nó lại là một con vô ơn đúng nghĩa luôn. Một cái con vô ơn mà đúng nghĩa luôn đó mấy anh chị. Mà đâu có phải là tôi nói phải một mình tôi đâu mấy anh chị. Phong Đỗ nè, Thành Guitar nè, bà Bình, bà Quỳnh Hòa Bình nè, và nhiều người ở trong đó của tôi đều bị như vậy hết, không phải riêng. Rồi bây giờ là mấy anh chị không thấy không, cho người bê mong thật thành luôn, rồi đẩy phải lành ra luôn. Rồi bây giờ giám bộ lên muốn đánh tan Dư Luận, đánh tan Dư Luận lên là cho Hương Trần ngồi phỏng vấn, mọi người qua bên ủng hộ bún bò bên quận 8, rồi qua ủng hộ hủ tiếu bên quận Tân Bình hả. Giả bộ đánh tan Dư Luận để cho người ta đừng nghĩ xấu về mẹ con nữa. Nó nói là tôi nói sai về cái vấn đề mà giữa cái chuyện hiềm khích của nó với bà Lành. Nếu mà Phương Anh nói sai về cái vấn đề đó thì tại sao bà Dân Tiên có một bài viết cái sao tết up lên để tính chính cái số tiền đó? Nếu mà tôi nói không đúng thì tại sao á nha, tôi nói cái câu chuyện mà nói với bà Lành canh cơm không lành canh không ngọt, tranh giành tiền từ thiện, hoặc là có những cái xảo trá của nó ăn chặn tiền từ thiện. Nếu mà tôi nói không đúng vậy, tại sao bà Dân Tiên, sao cái like của tôi bà Dân Tiên lại úp một cái sao tết và đính chính cái số tiền đó đỡ cho nó một gậy về những cái tiền mà bà Dân Tiên gửi về? Ủa trời đất ơi, đúng hay sai người nhìn vô là biết liền. Ôi đất ơi, làm sao mà có cái chuyện mà nói là không đúng, không đúng gì? Tại sao bà Dân Tiên bả lên cái bài bà tính chính về cái số tiền đó, bà đỡ cho nó một gậy? Không có cái gì mà khi khổng khi không mà tự nhiên được hết. Nghĩa vụ cái đầu cha nó chứ nghĩa vụ gì.